Facebook Marketplace là gì và làm sao để bạn có thể bắt đầu bán hàng trên Facebook Marketplace thật hiệu quả? Xin chào bạn, chào mừng bạn đã đến với thanthinhbuu.com. Mình là Thịnh. Và trong video ngày hôm nay, Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để có thể bắt đầu bán hàng trên Facebook Marketplace thật hiệu quả từ A đến Z. Nếu như bạn có quan tâm về việc bán hàng trên Facebook, hãy bình luận bên dưới video chữ có. Nếu bạn không quan tâm, hãy bình luận chữ không. Việc bạn bình luận như thế này sẽ giúp cho Thịnh biết được rằng bạn có quan tâm về chủ đề mà Thịnh đang chia sẻ hay không. Nếu bạn quan tâm nhiều, Thịnh sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo để chia sẻ cho bạn. Đầu tiên, để bắt đầu bán hàng trên Facebook Marketplace, bạn hãy truy cập vào trong tài khoản Facebook cá nhân của mình. Sau đó, bạn sẽ nhìn qua bên, bên tay trái sẽ có chữ Marketplace. À, đây, bạn nhìn bên tay trái, có chữ Marketplace ở đây. Bạn sẽ bấm vào. Rồi, đây sẽ là bạn hình dung nha Marketplace giống như là một cái chợ vậy đó, có nghĩa là bạn có thể đăng tất cả mọi thứ lên này để bán luôn, đó miễn là không vi phạm chính sách là được ha, không bán những hàng quốc cấm như là uh, súng đạn hay là rượu bia gì đó. Còn tất cả các loại mặt hàng còn lại, bạn có thể bán ở trên Facebook Marketplace được hết. Thì đây cũng có thể là một kênh bán hàng rất là uh, tiềm năng để cho các bạn đang kinh doanh online có thể thử. Rồi ở bên tay trái sẽ là cái phần mà chúng ta sẽ được chia theo danh mục đó còn bên tay phải sẽ là những cái sản phẩm mình ví dụ ở đây nó có phần là bộ lọc đầu tiên đó là thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 60 km có nghĩa là trong bán kính 60 km của thành phố Hồ Chí Minh thì đây sẽ là những sản phẩm được đăng bán à, đây ở bên dưới này sẽ có những cái thông tin địa chỉ ha thông tin biên hòa này nọ đó thì bạn muốn coi sản phẩm nào thì sẽ bấm vào những sản phẩm đó bên dưới nữa sẽ có danh sách của các hạng mục à các hạng mục ở đây rồi bạn muốn tìm về xe cộ hoặc là tài sản cho thuê bán nhà, hay dụng cụ sửa chữa nhà cửa vân 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 bạn cứ bấm vào cái hạng mục tương ứng thì sản phẩm của trên hạng mục đó sẽ hiện ra cho bạn rồi bây giờ Thịnh sẽ hướng dẫn bạn cách đăng bài nha đầu tiên bạn sẽ bấm vào mục là tạo bài niêm yết mới rồi bấm vào đây tiếp theo ở đây thì um, Facebook họ sẽ chia ra làm ba ba phần chính đầu tiên là những mặt hàng cần bán đó rồi uh, À, ví dụ như những mặt hàng bên ngoài, còn bên à, còn lại sẽ là hai hai mặt hàng đó là xe và nhà. À, ok ha, cho nên là chúng ta sẽ có ba ba cái 19. Xong ở đây chúng ta phải bấm vào một mặt hàng cần bán. Tiếp đến bên tay trái bạn sẽ tiến hành ốp thông tin của sản phẩm. Phía bên tay phải này bạn sẽ xem trước cái tin đăng của mình như thế nào. Đầu tiên, ở phần thêm hình ảnh sản phẩm, bạn sẽ thêm tối đa được 10 ảnh. Bạn bấm vào nút thêm ảnh ở đây và chúng ta sẽ đăng tải hình ảnh sản phẩm lên. Rồi mình thử nha rồi Ok bấm Open Tiếp theo uh, Facebook có một tính năng là nếu bạn nào đang bán, uh, đang có hình ảnh sản phẩm trong điện thoại của mình Đơn giản thôi, đây có một Tải trực tiếp ảnh lên từ điện thoại di động của bạn, bạn bấm vào nút dùng thử Rồi Khi bạn bấm vào dùng thử xong, bạn kiểm tra trên điện thoại di động của mình Ở mục thông báo trong Facebook cá nhân á Sẽ có cái mục là Facebook cho bạn bấm vào để đăng tải hình ảnh sản phẩm lên hình ảnh sẽ được tự động đồng bộ hóa với giao diện trên máy tính của bạn luôn đó đó là tính năng rất là hay của mặt play tiếp theo phần tiêu đề bạn có thể nhập thông tin và tên của sản phẩm vào đây ví dụ như là mình thử vậy nha rồi tiếp đây hình cái phần bài viết mình sẽ hiện tượng tay phải cho mình xem về phần giá thì bạn có thể điền mức giá mà bạn đang kinh doanh tiếp đến phần hạng mục bạn sẽ lựa chọn chính xác phần hạng mục cho sản phẩm này của mình đây ví dụ như của mình sẽ nằm ở mục là sức khỏe và làm đẹp rồi tiếp phần tình trạng hàng này của mình là hàng mới hoặc tương tự với sản phẩm của bạn là đã qua sử dụng hay chưa thì nhớ chọn vào mục tương ứng tiếp đến phần thương hiệu ở đây nếu như bạn không có thương hiệu bạn có thể để trống cũng được tiếp đến phần à, mô tả bạn có thể nhập về phần mô tả sản phẩm ha rồi mình ví dụ đây kem chống nắng dành cho nam giới uy tín chất lượng À, mình ví dụ ha thì trong thực tế bạn viết các bạn có thể gõ đầy đủ cái thông tin sản phẩm của mình ra rồi tiếp đến bạn sẽ tiến hành đặt thẻ của sản phẩm ha thẻ sản phẩm mà có thể đặt ví dụ như là kem chống nắng rồi bấm enter nha các bạn nó sẽ nhận rồi ví dụ như là trị mụn rồi, rồi chống nắng cho nam đó kiểu như vậy kiểu là cái thẻ sản phẩm này á thì Facebook sẽ biết là gom cái sản phẩm của bạn vào trong cái 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 thẻ nào để cho khách hàng dễ dàng tìm kiếm hơn Tiếp đến phần vị trí ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cái nơi vị trí mà các bạn đang bán cái sản phẩm này. Đây, đó ví dụ như mình chọn uh, Hồ Chí Minh thì bạn thể điền những cái mục ở bên dưới. Rồi xong, bên tay phải này sẽ là thông tin sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị như thế này. Đó, đây, khách hàng có thể xem những hình này sau. Sau đó bạn bấm nút tiếp ở đây. Rồi đầu tiên bạn sẽ niêm yết ở những nơi khác Ví dụ bạn có thể là bán trên Marketplace là hiển nhiên rồi ha tiếp đến là bạn có thể niêm yết cái sản phẩm này ở trong những cái nhóm Facebook mà bạn đang đang là thành viên trong đó. Đó bạn có thể chọn những nhóm Facebook nào tương ứng. Rồi ok ha. Xong, sau đó bạn bấm nút đăng ở đây là chúng ta sẽ tiến hành đăng sản phẩm lên trên Facebook Marketplace một cách nhanh chóng. Rồi, đây, đây là bài sản phẩm của các bạn sản phẩm của bạn sẽ là bài niêm yết đang được xem xét có nghĩa là facebook sẽ cần thời gian duyệt cho bạn ha thì thời gian duyệt cũng nhanh thôi bạn không quá lâu đâu tiếp đến là phần đánh dấu nếu như bạn đã bán xong sản phẩm này rồi thì bạn hãy đánh dấu là một đã bán để facebook sẽ không hiển thị sản phẩm này cho các bạn nữa rồi tiếp đến bạn có thể chọn vào cái mục như là đánh dấu và đang chờ rồi ví dụ như là xem bài niêm yết bạn hãy xem trực tiếp cái bài niêm yết này ở trên marketplace như thế nào đó hoặc bạn cũng có thể xóa bài niêm yết này đó xóa bài niêm yết này có nghĩa là cái bài bán của bạn sẽ không còn nữa ha rồi ok rồi mình sẽ đánh dấu là đã bán tiếp rồi đó đó là chúng ta xong cái việc là đăng bán sản phẩm ở trên facebook marketplace rất là nhanh chóng luôn các bạn thì uh, nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với thịnh và đừng quên để lại uh, bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông bên cạnh nữa để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau